Ở trong phần lý thuyết thì chúng ta có học là tai nạn mà xảy ra nhiều nhất trong cái ngành chế biến thực phẩm đó là tai nạn Masabade và Bakikomade, tai nạn kẹp cuốn. Và đây chính là cái tình huống rất là điển hình cho cái tai nạn kẹp cuốn này, và cái hình này là luôn luôn xuất hiện trong đề thi của các năm. Các bạn rất là để ý ở cái hình này nhé. À, rồi thì đây là hình ảnh mà anh này đang vệ sinh cái máy làm bánh mì và anh ta chưa dừng máy lại hoàn toàn và anh ta suýt chút nữa là bị kẹt tay vào trong máy làm bánh mì. Rồi thì nguyên nhân và giải pháp của hình này rất là đơn giản, nguyên nhân là vì anh ta thực hiện hành động này khi mà máy chưa được tắt hoàn toàn thôi, đúng không? Và cái giải pháp chắc chắn rồi, khi chúng ta thực hiện cái việc vệ sinh hay là điều chỉnh máy móc thì chúng ta phải luôn luôn tắt máy, dừng máy hoàn toàn lại rồi thì mới thực hiện, và đảm bảo phải là tắt công tắc nguồn rồi thì chúng ta mới được thực hiện. Rồi chúng ta đi vào cái môn bài cụ thể nhé. Rồi hình này người ta cũng lý giải rất là nhiều. Người ta hỏi cái gì đây? Kono shikono fusegu, lại là hỏi giải pháp rồi. Giải pháp đúng không nào? Và chọn câu đúng. Giải pháp rất là đơn giản thôi, tức là mình phải dừng máy lại hoàn toàn, ngắt công tắc điện rồi thì mình mới thực hiện cái việc lau chùi hoặc sửa chữa. Rồi mình coi nhá. Câu A là gì? Jokin o tsukawazu ni seisho suru. Các bạn nhớ zu chính là nai, zu chính là nai nhá. À, mình sẽ lau dọn mà mình không sử dụng khăn. Jokin là khăn chùi nhá. À, mình không sử dụng khăn là đamê. Không sử dụng khăn thì làm sao mà lau chùi dọn dẹp máy móc được, đúng không? Câu B là gì? Kikai o tomete kara seisho suru, là sau khi mà mình dừng máy móc lại rồi thì mình mới tiến hành dọn dẹp, là quá đúng rồi. À, đúng không? Thế là đáp án sẽ là câu B. Câu C là gì? Chikaku de hoka no hito ga mite iru toki ni seisho suru, mình chỉ thực hiện lau dọn dọn dẹp khi mà có một cái người nào đó ở gần đó đang trông chừng mình thì không được, không liên quan. Tóm lại hình này rất là điển hình nha các bạn. Nguyên nhân của nó là vì là mình chưa có dừng máy lại hoàn toàn. Câu này có thể ra nguyên nhân hoặc là giải pháp. Như nào? Nguyên nhân là do mình không dừng máy lại hoàn toàn. Và giải pháp là gì? Vì mình phải dừng máy lại hoàn toàn rồi thì mình mới được lau dọn. Như nào? Rồi đáp án sẽ là câu B nhé.